chào mừng quý bạn à, hôm nay david mới tới văn phòng à, mở máy tính lên thì có nhận được một điện thư một email à, nói rằng một offer của david đã viết cho người khách à, trong những ngày vừa qua đã họ đã không nhận offer của mình lý do chính là họ đã có rất nhiều offer trên căn nhà đó và có lẽ họ đã nhận một à, căn nhà à, một cái offer bằng tiền mặt à, chính vì vậy thì david cũng muốn nói một cái 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 topic hôm nay về năm lợi điểm nếu bạn mua nhà bằng tiền mặt ở bên Mỹ, à, các bạn nhớ theo dõi đến phút chót để biết thêm chi tiết và tìm hiểu được 5 lợi điểm nó ra sao ở dạ, nhà căn nhà này à, thuộc thành phố Ro, à, họ đưa ra giá ngoài thị trường là 623.000 và đặc điểm của căn nhà này thì nói chung cũng không có gì mà uh, đặc biệt lắm ngoại trừ cái miếng đất thì là 8.700 bảy square feet tám uh, square feet thì theo là tương đối là lớn ở thuộc gần Grove cho nên là uh, có thể uh, bỏ cái patio phía sau này như bạn đang coi và sau đó mình uh, xây thêm một cái phía uh, cái cái unit phía sau một cái adu phía sau uh, để cho mình uh, cho mướn À, xin lợi ra chính vì đó à, Chính vì vậy thì nhiều người rất là à, interest về cái căn nhà này rất nhiều người muốn mua à, sửa lại xây thêm căn phía sau để cho mướn thêm tiền à, hàng tháng chỉ có 4 ngày thôi đã có hơn 250 gia đình đến coi căn nhà này và có 50 gia đình hơn 50 gia đình đã bỏ offer vô để muốn à, mua căn nhà này À quý vị thấy cái thị trường nó nó nóng bỏng như thế nào nha. Yeah. Người khách của David uh, trong trường hợp này chỉ bỏ xuống có 30% down thôi. Có lẽ vì vậy mà offer của khách mình đã không được nhận. Và ngược lại uh, họ có thể đã nhận được một cái uh, offer cash offer là cái người mua đã mua bằng tiền mặt à, như vậy kia đã thấy cho nên là cái lợi điểm nếu mà bạn mua bằng à, tiền mặt thì nói chung có những cái lợi điểm sau đây thứ nhất là ông bà luôn à, bên mỹ mình có, có câu nói là cash king à, có tiền có tiền làm vua nha yeah. cho nên khi mà mua bằng tiền mặt à, bạn à, người mua không cần phải uh, nộp đơn đến ngân hàng uh, mua bằng mua bằng nợ thì họ phải họ phải được uh, sự đồng ý của ngân hàng thì mới mua được đó là cái đầu đầu tiên cái thứ hai nữa là trong cái sự rủi ro khi mà nộp uh, uh, nộp đơn với ngân hàng ngân hàng mặc dù uh, mình đã coi là hồ sơ mình đầy đủ như này như kia nhưng mà ngân hàng họ có những cái cách để họ uh, Uh, approve no, uh, đồng ý cho mình mượn nợ mỗi ngân hàng nó làm việc một cách khác cho như nhiều khi chỉ vì một lý do nào nó đơn giản uh, ngân hàng có thể nói là hồ sơ này chúng tôi không chấp nhận uh, người bán rất sợ cái sự rủi ro đó cho nên họ thích là uh, mua uh, người mua bằng tiền mặt hơn điểm thứ ba, người mua tiền mặt thường thường đóng sớm nha mua bằng mượn nợ trung bình phải mất từ 30 đến 35 ngày à, đôi khi có một số ngân hàng họ làm việc lẹ hơn á, thì có thể trong vòng 3 tuần họ cũng đóng được nhưng mà nói chung là nó mình mình nói vào bao 30 ngày mua bằng tiền mặt nhiều người họ mua có thể lẹ 4 ngày hoặc 7 ngày đó. Nhưng mà trung bình mua bằng tiền mặt hồ sơ sẽ đóng trong vòng 14 ngày chỉ hai tuần thôi đóng đóng càng sớm sự rủi ro của cái hồ sơ cái vụ uh, thương vụ mua bán này càng ít người bán càng thích game okay. uh, Cái điều thứ tư mình cần nói là cái người mua bằng tiền mặt họ đâu mượn nợ cho nên họ chẳng cần có tín dụng cái hồ sơ tín dụng của họ bị làm sao họ đã từng phá sản họ bị điểm xấu hay là không Đúng không không cần không 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 care không cần không cần biết mà người nếu mà người là đi mượn nợ thì những cái điều đó rất là quan trọng điểm của bạn xấu bạn đã từng là khai phá sản hay là gì một cái gì đó thì trong những trường hợp đó ngân hàng sẽ từ chối nha yeah. cái điểm thứ năm là bởi vì cái thị trường à, thị trường nó bất cứ lúc nào cũng có thể giao động nha. địa ốc thì nó giao động ít hơn là bên so với chứng khoán hay là những cái à, những cái kinh doanh khác nhưng mà nó chung cũng giao động cho nên nếu một khi người bán họ à, có ít bán thì họ càng rủi ít rủi ro càng tốt một cái offer người mua bằng tiền mặt lên thì vô nói chung mọi điều kiện có thể rất là dễ dàng hơn. cho nên cái cái độ cạnh tranh của cái một cái offer bằng tiền mặt rất rất là mạnh nha. nếu là uh, david là cái người bán thì david cũng rất thích là có những cái offer bằng tiền mặt nha. Uh, thì lợi điểm của người việt nam mình nói chung không phải ai cũng mua bằng tiền mặt nhưng mà theo những cái tháng à, một hai năm gần đây hoặc là những tháng gần đây thì nói chung người dân việt nam mua bằng tiền mặt cũng à, tương đối là khá nhiều à, để biết có thể ước tính là khoảng chừng có thể là từ 25 mươi đến ba là họ mua bằng tiền mặt à, có một số khách họ không có tiền mặt rõ ràng à, mình không có tiền mặt đầy đủ hiện tại nhưng mà họ có thể gồm à, gồm từ một số người thân bạn bè gì đó hay lấy tiền trong công ty ra tạm thời đó họ mua được căn nhà sau đó họ lại mượn nợ lấy từ căn nhà này ra lấy tiền căn nhà ra trả lại ok nhưng mà chính vì họ dùng những chiêu thức như vậy thì cái offer của họ rất là strong rất là mạnh và thông thường họ có nhiều nhiều cơ hội hơn nữa để lấy được một cái hợp đồng tốt nhé thì David chia sẻ những cái đó mặc dù David người khách của David đã không được David đã không bán được căn nhà này nhưng mà cũng vì vậy David có cơ hội chia sẻ về cái năm cái điểm lợi điểm của mua một nhà bằng tiền mặt ở bên Mỹ hy vọng các bạn có học hỏi thêm chút xíu và nếu mà quý bạn nào thấy có hữu ích cái video này hữu ích thì nhớ cho để ấn vào cái cái nút like cho David nha David cảm ơn quý bạn rất là nhiều À, hy vọng sẽ gặp lại quý bạn trong những video kế tới